Vướng cửa tử Robotine, Ukraina lao đào Hoàng Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe lời bộc bạch của một binh sĩ Ukraina về những gì đang diễn ra tại chiến trường Zaporozhye Anh ta thừa nhận một sự thật chấn động rằng cuộc phản công của Kiev đã thất bại ngay từ tháng 7 và hậu quả mà nó để lại là rất thảm khốc cho Kiev Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vướng cửa tử Robotine, Ukraine lao đào Nhìn chung, trong 24 giờ qua, chiến trường không có nhiều biến đổi lớn. Quân đội Nga đã giành được thế chủ động trên chiến trường. Bakhmut và Adipka vẫn là hai mặt trận thu hút được sự chú ý đông đảo của công chúng. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ đã công bố bản đồ cho thấy quân đội Nga đang tiến công trên các mặt trận Kupian, Kremensky, Danes và Kherson. Bản đồ địa lý công bố vào ngày 23 tháng 12 cho thấy Nga đã giành được những thắng lợi nhỏ ở phía bắc của Sinkovka, thuộc vùng đông bắc Kupiansk và phía nam của Dnipro, nằm ở tây nam của Kremenaya. Họ cũng đang tiến về phía tây nam của Danyas và chỉ còn cách Novo Mikhailovka rất gần. Những nhận định trên là của phương Tây. Trong khi đó, cả phía Nga và Ukraine đều xác nhận tại mặt trận Adipka, quân đội Nga định kỳ tiến vào Stepnove Họ cũng đổ bộ về phía tây nam thành phố Marinka và tấn công trung tâm Novo Mikhailovka. Tại tả ngạn của sông Dnipr ở Kherson, quân đội Nga đạt được rất ít tiến bộ. Tuy nhiên thực tế là Nga đang ở thế phòng thủ và Ukraine thì lựa chọn tấn công tự sát ở đầu cầu làng Krinky. Ngày hôm qua, phía Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nặng nề về xuồng và nhân lực trong các cuộc giao chiến nhằm chiếm giữ đầu cầu trong làng. Dịch lên trên một chút, tại mặt trận phía nam Zaporozhye, Tình hình đã đảo ngược khi thay vì phòng thủ thì quân đội Nga tiếp tục tấn công Robotine và Vebove. Họ đã đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi các vị trí ban đầu. Có thể gọi các cuộc giao chiến tại Robotine tương đương với một vụ thảm sát khi mà tại đây, Nga với sự yểm trợ đắc lực của pháo binh, xe tăng và UAV đã tiêu diệt hoàn toàn nhóm bộ binh Ukraine để giành lại được các vị trí đã mất trong cuộc phản công mùa hè trước đó. Ở khu vực giữa Novoprokopovka và Vebove, bộ binh Ukraine tiếp tục xuyên thủng được hàng phòng ngự và giành được chỗ đứng. Nhìn chung, cuộc phản công tự sát của Ukraine ở mặt trận phía Nam đã hoàn toàn thất bại do sự kém cỏi của bộ chỉ huy Ukraine và khả năng phòng thủ kiên cố của người Nga. Đây là lời thừa nhận của một binh sĩ có biệt danh là Nasis thuộc tiểu đoàn khét tiếng Karken của Ukraine. Tiết lộ chấn động, binh sĩ Ukraine bắn lẫn nhau, phản công kết thúc từ cuối tháng 7. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Roman Bebek vào ngày hôm qua, binh sĩ Nazis cho biết nhiệm vụ của tiểu đoàn anh ta là phải vượt qua được quãng đường 15 km trong vòng 3 ngày, vòng qua Tokmat ở cả hai phía và đến Melitopol. Nhưng mà điều này là bất khả thi. Theo binh sĩ này thì nguyên nhân chính là do sự kém cỏi của bộ chỉ huy Ukraine. Anh ta nói như sau. Sau cuộc phản công ở Kharkov vào hồi tháng 9 năm 2022, buộc lực lượng Nga phải rút lui, chỉ huy của chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ vượt qua được tuyến phòng thủ phía nam của Nga, nhưng mà họ đã không làm được điều đó. Diện tích lãnh thổ được giải phóng không đáng kể và không có ảnh hưởng nhiều đến cuộc chiến dưới bất kỳ một hình thức nào. Binh sĩ Narcis cũng thú nhận rằng khả năng phòng ngự của người Nga đơn giản là quá tuyệt vời và không có cách nào để có thể vượt qua được. Vì vậy, binh sĩ này xác nhận giai đoạn tích cực của cuộc phản công đã phải dừng lại ngay từ giữa tháng 7. Còn nhớ vào hồi cuối tháng 6 đầu tháng 7, Cuộc tiến công của Ukraine lên đến đỉnh điểm nhưng mà vẫn không thể chọc thủng được tuyến phòng thủ của người Nga. Bất chấp nhiều cuộc tấn công ồ ạt của Ukraine, phòng tuyến Surovikin của Nga vẫn trụ vững. Ukraine đã dồn hết tinh lực vào tập đoàn quân số 9, bao gồm lữ đoàn bộ binh cơ giới số 33 và lữ đoàn 47. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị binh chủng khác đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn cuối cùng vào cuối tháng 7. Kết quả, họ vẫn dậm chân tại chỗ, và thậm chí còn để lại một đống đổ nát của xe tăng và xe bọc thép vương vãi khắp mọi nơi ở phía bắc của làng Robotine để bảo toàn số tăng thiết giáp quý giá còn lại của NATO. Sau đó thì bộ tham mưu Ukraine đã thay đổi chiến thuật. Họ không sử dụng hoặc dùng rất hạn chế lực lượng cơ giới. Thay vào đó họ dùng những nhóm bộ binh nhỏ để tấn công thành từng đợt liên tục giống như những cơn sóng người nhằm khiến cho quân Nga mệt mỏi và căng thẳng liên tục. Quả thực, lực lượng Kiev đã khiến cho đối phương gặp khó khăn nhất định và do bất chấp thương vong nặng nề, chấp nhận lớn lượng binh sĩ đầu tiên hy sinh để lớp sau tiến lên. Lực lượng bộ binh Ukraine đã nhích lên dần dần. Nhưng mà điều đó cũng không đủ để tạo ra một bước đột phá lớn nhằm chọc thủng được phòng tuyến của người Nga. Cụ thể, quân đoàn 10 vốn chịu trách nhiệm tấn công trên hướng Kamjansky đã được điều đến Robotine làm cụm quân dự bị. Sau khi bộ chỉ huy Ukraine nhận ra địa điểm này rất khó nhằn, quân đoàn 10 đã thay thế quân đoàn 9 làm lực lượng tấn công chủ yếu trên hướng mặt trận Orykhov và Robotyne. Đến ngày 26 tháng 7, 4 trong 9 lữ đoàn được NATO chuẩn bị huấn luyện và trang bị đã đồng thời ồ ạt mở cuộc tấn công gần Robotyne với sự hỗ trợ của các đơn vị binh chủng khác. Nhưng mà đáng tiếc là ngay cả khi điều động một lực lượng hùng hậu đến như vậy, thì kết quả cũng không được như mong muốn của Kiev. Đến giữa tháng 8, thì lữ đoàn xung kích đường không số 82 chịu trách nhiệm đánh trận quyết định và là đơn vị dự bị chiến lược cuối cùng của Kiev cũng bước vào chiến trường tại Robotine. Ngay cả khi tình hình đang vô cùng bất lợi tại đây thì mục tiêu của lữ đoàn 82 này vẫn là phải chiếm bằng được Tokmat. mát. Kế hoạch của Ukraine là phải chọc thủng tuyến phòng thủ tại Robotine rồi tiến tới làng Novo Prokopoka, cách thành phố Tokmat 20 cây số. Tuy nhiên, ngay tại Robotine thôi thì cái giá phải trả đã là quá khủng khiếp rồi. Kết quả là quân đoàn 9 và quân đoàn 10 Ukraine dù đã tung hết lực lượng vào chiến đấu nhưng cũng không thể vượt qua được làng Robotine. Ngôi làng này đã trở thành nghĩa trang chôn vùi hàng trăm thiết bị tối tân của NATO. Do vướng cửa tử tại đây mà quân đoàn 10 cuối cùng buộc phải từ bỏ mặt trận bằng cách rút lui, đồng nghĩa là Ukraine đã chuyển sang thế phòng thủ tại mặt trận phía nào. Đây không chỉ là thất bại về mặt quân sự mà còn là thất bại nặng nề về mặt trận truyền thông của Tổng thống Zelensky và nhóm cố vấn của ông ta. Bình sĩ Nazis còn cho biết rằng, có một sự thật chấn động nữa đó là giữa các đơn vị tấn công của Ukraine không có sự tương tác và thậm chí một loạt lữ đoàn đã bắn vào nhau. Thực tế, việc binh sĩ Ukraine tự bắn vào nhau đã từng được phía Nga đề cập đến, nhưng đây là lần đầu tiên binh sĩ Ukraine chính thức xác nhận điều đó. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nguyên nhân là do việc đào tạo huấn luyện tân binh kém chất lượng cũng như trình độ đào tạo thấp của lính đánh thuê nước ngoài đã dẫn đến tình trạng dở khóc dở cười này. Điển hình là những tân binh được điều động bổ sung cho tiểu đoàn 97 thuộc lữ đoàn bộ binh 60 Ukraine đã phải hứng chịu làn đạn súng cối từ chính đồng đội của họ. Ngoài ra, lính đánh thuê nước ngoài cũng nổ súng vào nhóm trinh sát của Lữ đoàn Cơ giới số 28 Ukraine, khiến cho 4 binh sĩ thiệt mạng và 3 người bị thương ngay tại chỗ. Có thêm một sự thật nữa là khi tổn thất nhân lực càng ngày càng lớn, thì bộ tham mưu Ukraine lại bắt buộc từ đầu bếp cho đến binh lính bắn tỉa đều phải tham gia vào các cuộc tiến công bộ binh hàng ngày. Do đó, theo binh sĩ Nazis, thì không ai muốn tấn công tự sát, hàng ngày họ đều phải húc đầu vào công sự phòng thủ kiên cố của người Nga. Hệ quả tất yếu là hiện nay không có một tình nguyện viên nào ở Ukraine muốn gia nhập quân đội nữa. Và chính quyền Kiev lại phải đẩy mạnh cưỡng bức trên đường phố. Điều này đã được Thiếu tướng Ukraine Dmitry Machenko tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ DW của Đức vào hôm 22 tháng 12 vừa qua. Tướng Machenko nói rằng không còn những tình nguyện viên muốn gia nhập hàng ngũ quân đội Ukraine nữa. Và theo vị tướng này, thì chính quyền Kiev không còn cách nào khác là buộc phải đến tận từng nhà để vơ vét nốt những người đàn ông có khả năng đi quân dịch. Ukraine hiện đang thiếu tiền, thiếu vũ khí và quan trọng nhất là thiếu nhân lực để duy trì cuộc chiến. Vậy thì cả Nga và Ukraine sẽ tính toán điều gì trong những ngày cuối cùng của năm 2023 đây? Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine và Nga nên hòa giải, đồng lòng kiện phương Tây. Rõ ràng rằng Cuộc xung đột ở Gaza và tình hình an ninh hàng hải phức tạp tại Biển Đỏ đang khiến cho chính quyền của ông Biden phải căng mình ra giải quyết. Mỹ vừa tuyên bố thành lập lực lượng đa quốc gia nhằm bảo vệ tuyến đường giao thương trên Biển Đỏ sau một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do nhóm Houthi thực hiện. Nhiệm vụ của lực lượng này là phải thực hiện các cuộc tuần tra chung trên khu vực phía nam Biển Đỏ và Vịnh Aden để bảo vệ các tàu thương mại khỏi các cuộc tấn công của nhóm Houthi ở Yemen hiện thì tuyến hàng hải thương mại trong khu vực này đã bị tê liệt vì các cuộc tấn công của houthi nhiều công ty vận tải đa quốc gia đã phải thay đổi hải trình của mình và điều đó đã khiến cho chuỗi cung ứng hàng hóa bị đình trệ do đó đối với mỹ và eu điểm nóng trung đông lúc này quan trọng nhiều hơn so với ukraine tất nhiên là diễn biến này là rất tồi tệ đối với kiev không chỉ gói viện trợ tài chính bị treo lơ lửng mà phần lớn viện trợ quân sự của mỹ cho ukraine hiện giờ đều đã được ưu tiên chuyển sang israel và trước tình hình ngày càng tồi tệ ở biển đỏ giới quan sát nhận định mỹ sẽ tiếp tục giữ khoảng cách với kiev càng ngày sẽ càng giảm hỗ trợ quân sự và tài chính suy cho cùng việc duy trì nhóm tàu sân bay tấn công ở trung đông trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao sẽ tác động mạnh đến ngân sách quốc phòng của mỹ và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới mọi nguồn cung cấp hỗ trợ cho ukraine cựu cố vấn của văn phòng tổng thống ukraine là alexei arestovich đã kêu gọi kiev hãy đàm phán với điện kremlin và nên từ bỏ kế hoạch trở thành một phần của phương Tây. Trong cuộc trò chuyện với nhà báo độc lập người Nga Julia Latia, thì ông Arestovic đã nói rằng cả hai bên không có lợi ích gì khi tiếp tục tàn sát lẫn nhau với cái giá là hàng chục nghìn người phải bỏ mạng ở Adipka và Chasovya. Ông nói thêm rằng cả Nga và Ukraine chúng ta nhận được gì từ kết quả này? Chỉ có những người ở Bruxelles và Washington là vỗ tay thích thú chứng kiến hai bên tàn sát lẫn nhau. Theo ông, về mặt lịch sử thì Ukraine lúc này không còn là một quốc gia như trước kia nữa và chỉ có một chính phủ Ukraine mới thì mới có thể đạt được một thỏa thuận với Liên bang Nga. Theo ông này thì chính quyền Kiev nên gặp Tổng thống Putin càng sớm càng tốt và thậm chí ông này còn đề nghị hai nước Nga và Ukraine cùng nhau nộp đơn kiện chống lại phương Tây. Bởi do phương Tây đã không tính đến lợi ích của Nga khi mở rộng NATO và nếu như phương Tây không xen vào giữa hai bên thì sẽ không dẫn đến cuộc chiến ở Ukraine. Đồng thời ông cũng kêu gọi thành lập một hệ thống an ninh tập thể mới có tính đến lợi ích của tất cả các bên. Tất nhiên là những lời kêu gọi này của ông Arestovic sẽ phù hợp với bất cứ ai yêu chuộng hòa bình. Và đây là cách tốt nhất bây giờ để hai dân tộc Nga-Ukraine gác lại xung đột để hòa giải với nhau. Cần phải lưu ý là Tổng thống Putin cũng rất nhiều lần đề cập đến sự thống nhất lịch sử giữa người Nga và người Ukraine và rằng ông vẫn luôn coi người Ukraine là dân tộc anh em của mình. Ông cũng thừa nhận rằng những gì đang xảy ra ở ukraine lúc này là bi kịch nhưng nó không phải do chính sách của nga gây ra mà là do chính quyền tổng thống zelensky gây ra để xóa bỏ nguồn gốc nga vốn đã cắm dễ sâu trong lịch sử ukraine chính quyền kiev quyết định gia nhập nato bất chấp phản ứng của nga do đó không có gì ngạc nhiên khi ông putin tuyên bố rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của nga lần này là nhằm phi quân sự hóa phi phát xít hóa ukraine đó chính là nguồn cơn gây ra bi kịch cho đất nước ukraine hiện tại có điều cuộc xung đột đang dần kết thúc sau cuộc phản công mùa hè thất bại nhưng mà ông zelensky vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến chống nga đến cùng bằng cách ra lệnh chuyển sang chiến lược phòng thủ cầu giờ trên toàn bộ mặt trận để cản trở bất kỳ một cuộc phản công và tấn công nào sắp tới của nga đồng thời huy động thêm quân trong bối cảnh chờ mỹ và eu tiếp tục ủng hộ tài chính quân sự vậy thì trong bối cảnh như vậy nga lúc này nên toan tính điều gì đây nga phát tín hiệu phải đạt các mục tiêu tối đa ở ukraine Phương Tây hiện tại đã đưa ra nhiều tuyên bố theo kiểu dụ dỗ đối với Ukraine về ý định của họ thời hậu chiến. Tất nhiên vẫn sẽ là những lời hứa mật ngọt với Kiev rằng nếu như Tổng thống Zelensky chấp nhận đóng băng xung đột và nhượng bộ tạm thời về mặt lãnh thổ với người Nga, thì họ sẽ xem xét việc đưa Ukraine gia nhập NATO và EU. Và phản ứng của Điện Kremlin lúc này là phớt lờ trước các thông tin đó. Ngay cả khi tờ New York Times mới đây đã cho rằng Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán để chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài gần 2 năm Tuy nhiên, tờ này đã quên mất rằng Tổng thống Putin luôn để ngỏ cơ hội đàm phán. Chỉ là đàm phán thì phải dựa trên các yêu sách của Điện Kremlin. Trong đó, Crimea và Donbass cần phải được công nhận hoàn toàn là lãnh thổ của Liên bang Nga. Cho đến tận gần đây, phương Tây coi đây là điều không thể xảy ra. Nhưng mà các quan chức Mỹ và châu Âu hiện tại đã lặng lẽ thừa nhận Moscow có ít nhiều phần đã thắng Hiện tại thì tổng thống Putin đã công khai tuyên bố rằng Nga vẫn sẽ theo đuổi chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được các mục tiêu của mình. Tuy nhiên, New York Times lại trích dẫn các nguồn tin ngoại giao của Nga cho thấy tổng thống Putin sẵn sàng ngừng bắn và đóng băng tất cả các cuộc giao tranh ở tiền tuyến. Tờ này đã trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cũng nói như vậy rằng trên thực tế thì ông Putin cũng đã cử người thăm dò về một thỏa thuận ngừng bắn một năm trước đó vào mùa thu năm 2022. Chỉ có điều là tờ New York Times đang dựa trên nhận định từ năm ngoái để đưa ra đánh giá này. Còn ở thời điểm hiện tại, Nga đang hành động theo hướng hoàn toàn ngược lại. Đưa ra một quan điểm đó là phải đạt được tối đa tất cả các mục tiêu mà chiến dịch quân sự đặc biệt đã đề ra. Có một điều đáng chú ý là Moscow đang chuẩn bị cho một ván bài cuối cùng dành cho Ukraine, trong đó có việc chiếm nhiều lãnh thổ hơn so với dự tính trước đó. Nhưng mà làm cách nào để họ có thể thu phục được nhân tâm ở những lãnh thổ không thân thiện với người Nga, mà lại không gây ra tốn kém về người và của đây? Để giải quyết được vấn đề đó thì Nga chỉ có hai cách, hoặc là khiến cho giới lãnh đạo Kiev phải đầu hàng, hoặc là thay đổi chính quyền tổng thống Zelensky và ủng hộ một nhân vật có quan điểm hòa giải với Nga. Chắc chắn rằng Mỹ và EU sẽ không bao giờ ủng hộ phương án thứ hai này và phương Tây sẽ nhanh chóng mở rộng các lệnh trừng phạt không chỉ với Nga mà còn đối với cả chính phủ mới thành lập của Ukraine. Giờ thì chúng ta hãy cùng phân tích, nếu như Ukraine thay đổi triều đại, phương Tây sẽ phải làm gì? Cũng giống như là đối với Moscow thì đòn trừng phạt đầu tiên sẽ là nhắm vào các hệ thống ngân hàng của Ukraine. Tuy nhiên, nợ nước ngoài của ngân hàng Ukraine chỉ là 1,8 tỷ đô la. Vì vậy, Nga có thể dễ dàng hỗ trợ hệ thống ngân hàng của đồng minh mới của mình. Nhưng có một vấn đề là, nếu như các ngân hàng Ukraine bị loại khỏi hệ thống thanh toán phương Tây giống như Nga, thì sẽ chẳng còn cách nào để chính phủ mới tại Kiev thực hiện nghĩa vụ trả nợ cả. Nói tóm lại là việc cô lập Ukraine sẽ chỉ khiến cho nước này rời xa phương Tây và quay trở lại với vòng tay của Điện Kremlin một cách dễ dàng hơn mà thôi. Mặc dù vậy, đây cũng chỉ là giả định nếu như Nga ủng hộ việc thay đổi chế độ tại Kiev trong bối cảnh ông Zelensky vẫn còn kiên quyết theo đuổi lập trường bài Nga đến cùng. Và có một điều chắc chắn đó là Tổng thống Putin sẽ không còn ngây thơ tin vào các thỏa thuận kiểu như là Minsk 1 và Minsk 2. Với phương Tây, Tổng thống Nga sẽ thực hiện đến cùng mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, đó là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Buộc nước này phải giữ vị thế trung lập, không được gia nhập NATO nữa bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo